Dưới đây là mộ của Đức Giáo Hoàng Martino thứ năm. Ngài mất năm 1443. Và dưới đây là tượng đồng Thánh Gioan Tẩy Giả. Trên đây là bàn thờ chính. Ở bên trái là tượng của Thánh Phêrô, bức tượng khổng lồ rất là đẹp. Ở Mỹ này chưa bao giờ thấy cái tượng nào mà nó vĩ đại như vậy. Bên tay phải là tượng Thánh Phaolô. Trên đó là chặng đằng Thánh Giá đó. Mộ của Đức Giáo Hoàng Martino thứ năm. Xung quanh nhà thờ là 12 tượng của các thánh. Trên trần nhà đẹp vô cùng.